cái vỏ đầu cúng nó chị té. Tuyết ơi. Vỏ đầu cúng không? Ở nhà mình đi rõ được khách ở đâu hả? Cái này đưa cho gia đình nó đốt. Rồi được kiếm mà ăn kiếm ra không chết không chết rồi. Thank you.
coi coi cái nào liền liền. Ông anh đó luôn á anh. Đi ra ngoài luôn, kia ra.